Xin chào quý vị các bạn. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn một cây đàn màu trắng rất đẹp. Đây là một cây đàn có thể nói là một kiệt tác của Yamaha. Đây là cây đàn gì mà nó hay như vậy thì tôi sẽ trực tiếp kiểm tra âm thanh cũng như giới thiệu cho quý vị nhìn qua một chút về hình chất của cây đàn này có gì độc đáo. Đây, hình thức chân cong này, đó, rất là sang trọng. Nước sơn là sơn zin, 100% nước sơn zin của Nhật. Đấy, chữ tem đồng của Yamaha nó còn bóng này. Đây là cái gì đây? Cái gì mà có như cái đĩa mềm đây? Và đây chính là công nghệ đĩa mềm từ những năm trước, những năm 2000. Cái này là cái gì? Cái này nó chính là cái bộ Auto Player Piano, tức là tự động chơi. Khi mình cho cái đĩa mềm này vào thì cái đàn piano nó sẽ tự hút những cái bàn phím này và nó sẽ chơi giống như là người chơi đang chơi đàn vậy. Thì đây là công nghệ là lắp thêm của công ty Yamaha Nhật Bản thiết kế thêm. Nó không ảnh hưởng gì đến hệ thống âm thanh cũng như kết cấu của cái đàn. Nó chỉ là bộ phận hút cái phím giống như người chơi thôi. Ta không dùng cái chức năng đó thì cũng không sao. Đây, quý vị các bạn có thể xem nội thất của cái đàn này. Series là 4.675161, tức là sản xuất vào năm 1989 theo thống kê của nhà máy Yamaha. Đây là phần nội thất, phần máy búa rất là đẹp. Dây dợ rất sáng. Nước sơn thì phải nói là rất bóng rồi, soi gương được này. Đây, tôi sẽ kiểm tra âm thanh của cây đàn này cho quý vị cùng nghe. Đây, quý vị có thể nhìn thấy tổng thể cây đàn như sau. Có chiều cao là 1m27. Chiều dài ngang là 1m55. Và chiều rộng của đàn là 63cm. Quý vị cùng nghe âm thanh của cái đàn này nhé. Liên hệ với chúng tôi qua hotline 0981 668 368. Xin chào và hẹn gặp lại.